Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chân mình bây giờ đang là hộp của chiếc điện thoại Vsmart Lite 4. Cái chiếc điện thoại này thì mình đã làm quá nhiều video về nó rồi. Chắc là chỉ còn thiếu mỗi một video đánh giá chi tiết về cái chiếc điện thoại này thôi. Mình vẫn nợ các bạn cái video đó bởi vì mình muốn trải nghiệm thêm sản phẩm này trong một khoảng thời gian thì mới có một cái bài đánh giá nó sát được. Bây giờ thì có một cái thông tin mình nghĩ là cũng không được vui cho lắm, đó chính là việc chiếc Vsmart Lite 4 bây giờ các cửa hàng họ đã hết cái đợt sale off đầu tiên với cái mức giá là khoảng 3,6-3,7 triệu, gần như là bây giờ là hết sạch rồi, không còn có mức giá đó nữa. Mặc dù là ngày mở bán là ngày mùng 1 tháng 9 đấy, nhưng mà trước đó là các cửa hàng đã nhận cọc hết rồi đấy. Thế thì ở trong cái video mình mở hộp cái giỏ này ra, mình có nói với các bạn rằng là nếu mà chúng ta không mua bây giờ hoặc là trong lúc chúng ta đang phân vân thì có thể là người khác người ta đã mua mất cái giỏ này rồi, thì rất là đáng tiếc đó. Nhưng mà không sao, bây giờ nếu các bạn mua hàng tại Di động Thông minh chiếc Vsmart Lite 4 này thì họ cũng sẽ giảm cho các bạn 300.000 trên giá niêm yết nhá. Giá niêm yết của nó là 4.490.000, nghĩa là chúng ta được giảm thêm 300.000 nữa, là bây giờ là giá bán sẽ chỉ còn là 4.190.000. Thế tuy nhiên là so sánh sang với những mức giá trước đó khi mình mở hộp cái dòng này ra thì nó vẫn cao hơn đấy. Như vậy thì với việc là Vsmart Lite 4 qua đợt sale off đầu tiên giá nó đang tăng lên thì nó lại động tới phân khúc giá của rất là nhiều những cái sản phẩm sừng sỏ khác. Ví dụ mình lấy cho bạn một ví dụ. Thứ nhất đó là với cái tầm giá 4.190.000 như này thì giá của Vsmart Lite 4 đúng bằng giá của Galaxy M21 đang được bán tại Di động Thông minh. Đó, cũng là 4.190.000. Hay là nếu mà các bạn cố lên một chút, chỉ khoảng vài trăm nghìn nữa thôi, vài 300.000 nữa, tầm khoảng 4.490.000 là các bạn đã có thể mua được một chiếc Realme 6 rồi. Đấy, nghĩa là Realme 6 thì bản thân là cái giá bán bây giờ của nó là đúng bằng cái giá niêm yết của Vsmart Lite 4, mà Realme 6 đã có màn hình 9Hz hay chứ. Đấy. Còn thêm một cái đối thủ nữa, đó chính là Redmi Note 8. Thôi, Redmi Note 8 thì nếu mà là mình sẽ lựa chọn Vsmart Lite 4 thay vì Redmi Note 8, bởi vì là Lite 4 có nhiều điểm hơn Redmi Note 8. Nhưng mà hai cái đối thủ mạnh nhất của Vsmart Lite 4 khi mà Lite 4 đã tăng giá lên, đó chính là Galaxy M21 và Realme 6. Thế thì vậy thì Vsmart Lite 4 nó có điểm gì hơn cũng như là điểm gì kém so với cả hai đối thủ trên, mình sẽ cùng phân tích ở đây với các bạn nhé. Đấy, nhưng mà trước khi phân tích thì mình cũng nói luôn, đây là đợt này mình cũng có một cái deal rất là hấp dẫn cho các bạn, đó chính là cái cục pin sạc dự phòng Samsung 10.000 mAh. Đây là của Samsung nhé, 10.000 mAh có hỗ trợ sạc nhanh, có hai đầu ra, đang được bán tại Di động Thông minh với mức giá là 299.000 đồng. Và nếu các bạn nói rằng là các bạn mua hàng qua kênh Dương Dê được giảm thêm 10.000 nữa, nghĩa là giá sẽ chỉ còn là khoảng 289.000 đồng mà thôi. Mức giá này thậm chí là còn rẻ hơn cả cục pin dự phòng của Xiaomi. Rẻ hơn cả của Xiaomi. Trời ơi, thế này thì mua Xiaomi làm gì? Mua Samsung 10.000 mAh chứ tội gì phải mua Xiaomi, đúng nào? Đấy. Và mình cũng nói luôn, đấy là trong lúc các bạn đang phân vân là không biết có nên mua hay không, hay là chờ nó giảm giá nữa thì không có giảm giá lần nữa đâu. Đấy, thì có thể là trong lúc các bạn đang phân vân có nên mua không, giống như là con Lite 4 này, thì có thể Di động Thông minh đã bán hết hàng rồi. Nên là nếu các bạn cảm thấy rằng là sản phẩm này phù hợp thì hãy đặt hàng ở đường link mình đã để ở phía dưới phần mô tả của video này nhé. Quay trở lại với video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng so sánh Vsmart Lite 4 với cả Galaxy M21 và Realme 6. Thứ nhất đó là về hộp phụ kiện thì Vsmart Lite 4 sẽ nhỉnh hơn hai đối thủ ở việc là nó sẽ có tai nghe. Đấy, nhưng hãy chú ý rằng ở bên trong cái Realme 6 kia thì nó có hỗ trợ sạc siêu nhanh 30W. Đấy, như vậy là cái mình cần hơn đấy là cái sạc siêu nhanh đó thì cái Realme 6 kia lại có. Như vậy là về mặt hộp phụ kiện thì Vsmart Lite 4 là kém hơn so với cả Realme 6 và cũng xem với cả Galaxy M21. M21 nó cũng hỗ trợ sạc nhanh bình thường, nhưng sạc nhanh của M21 thì như là 15W thì phải, không bằng được sạc nhanh 18W của Vsmart Lite 4. Về thiết kế thì chắc chắn là mình sẽ lựa chọn Vsmart Lite 4 rồi, vì đây là sở mình nghĩ là có cái thiết kế đẹp nhất trong ba cái sản phẩm mà mình vừa mới nói ra. Mình rất là thích cái thiết kế mặt lưng của Vsmart Lite 4 này, nhìn nó sang hơn so với hai sản phẩm còn lại. Về màn hình thì về chất lượng tấm nền nhé, thì mình đánh giá là Vsmart Lite 4 này có chất lượng tấm nền không bằng Galaxy M21, bởi vì M21 là nó sử dụng màn hình AMOLED. Đấy. Thế còn tần số quét thì lại không bằng Realme 6, khi mà Realme 6 có tần số quét màn hình là 90Hz. Vậy là về màn hình là Vsmart Lite 4 đang thua kém hai đối thủ trên. Về mặt hiệu năng thì mình sẽ lựa chọn Realme 6, bởi vì là Realme 6 sở hữu con chip Helio G90T. Con chip này là con chip khá ổn. Nhưng mà cái điểm lợi thế lớn nhất của Vsmart Lite 4 là cái RAM. RAM của nó là 6GB thay vì 4GB so với hai sản phẩm trên. Tuy nhiên hãy chú ý rằng Realme 6 có bộ nhớ trong là 128GB, gấp đôi so với Vsmart Lite 4. Lite 4 kể cả các bạn tăng RAM lên nhưng bộ nhớ trong không tăng lên.
Như vậy là nếu mà xét một cách tổng quan chung là cả hiệu năng lẫn bộ nhớ trong thì mình sẽ lựa chọn Realme 6 chứ không lựa chọn Line 4. Bởi vì 128GB bộ nhớ trong kết hợp với Helio G90T mình thấy rất ổn luôn. Như vậy là hiệu năng lại là một thứ mà Vsmart Line 4 kém đối thủ. Camera thì hãy chú ý rằng camera năm nay của Line 4 bổ sung thêm một camera so với cả Vsmart Line đời đầu. Nhưng chất lượng ảnh của ba camera còn lại là khá là xem với cả Vsmart Line đời đầu. Và so sánh sang với cả Galaxy M21 và Realme 6, Vsmart Line 4 có phần đuối hơn về camera. Về pin, Vsmart Line 4 có viên pin rất lớn, đó là 5000 mAh, nhưng không phải là trâu nhất. Mà trâu nhất ở trong cái tầm này thì lại là Galaxy M21 với viên pin là 6000 mAh. Hoặc đơn giản như là Realme 6, pin của nó là 4300, yếu hơn Vsmart Line 4, nhưng 4300 đã là mức độ đủ trâu rồi. Và đặc biệt là cái việc hỗ trợ sạc siêu nhanh 30W thì cái đó mới là cái điểm lợi thế của Realme 6 so với hai dòng còn lại. Như vậy là khi mà Vsmart Line 4 giá nó tăng lên ở trong cái tầm giá này thì rõ ràng là Vsmart Line 4 đang bị thua thiệt hơn so với cả các đối thủ ở trong cùng cái tầm giá này. Vì các bạn cứ tưởng tượng nhá, chỉ cần chênh lệch khoảng vài 300 nghìn thôi hoặc là 300-400 nghìn thôi, trong cái tầm giá khoảng 3-4 triệu đã là 10% rồi. Và cái đó là đủ để cho một cái sản phẩm có đáng mua hay là không đáng mua rồi. Đấy, vì mình luôn luôn phân tích theo cái tầm giá mà, đúng nào. Đấy, chứ ví dụ bây giờ mà một chiếc điện thoại mà chạy chip 675 mà giá họ định giá cao thì chưa chắc nó đã xứng đáng. Đấy, nhưng mà cơ bản là có 675 con này cũng đã là tốt rồi, nhưng mà ở trong tầm giá này nó đã động chạm tới rất nhiều những sản phẩm khác mà nó ngon hơn. Chúng ta sẽ lấy một yếu tố ra để mà lựa chọn Vsmart Line 4, đó là cộng điểm vùng. Nghĩa là sao? Nghĩa là đây là một sản phẩm của Việt Nam. Ok, đồng ý. Nếu mà so sánh như thế về mặt thương hiệu thì có thể Realme 6 sẽ là cái sản phẩm mà đáng lăn tăn nhất, bởi vì là nó là điện thoại đầu. Khi mà chúng ta cứ lấy cái gì của Việt Nam so sánh sang của Trung Quốc thì chắc chắn là chúng ta sẽ ghét Trung Quốc hơn rồi, đúng nào. Đấy, và có thể chúng ta có thể loại ngay Realme 6 ra, mặc dù là nó có tần số quét cao nhất, có hiệu năng tốt nhất, có camera thuộc dạng nhỉnh nhất và có sạc nhanh nhất. Nếu mà lấy yếu tố thương hiệu ra để so sánh thì Samsung không phải là thương hiệu bị ghét ở Việt Nam. Đấy, và trong cái việc là lấy yếu tố thương hiệu ra thì có thể Samsung Galaxy M21 sẽ là sản phẩm mà có thương hiệu của được ưa chuộng nhất. Bởi vì nói gì nói, nó vẫn là sản phẩm bán chạy nhất ở Việt Nam về mặt doanh số. Nghĩa là Samsung là hãng điện thoại bán chạy nhất ở Việt Nam về mặt doanh số rồi. Đấy. Như vậy là về thương hiệu thì Vsmart Line 4 không bằng Samsung được. Đấy. Thực ra là thương hiệu của Vsmart thì cũng không thể bằng thương hiệu của Realme được. Đấy, nhưng mà ít nhất ở Việt Nam thì nó được có cảm tình hơn rất nhiều so với thương hiệu của Realme. Đấy, nhưng mà nếu mà so sánh sang với cả Samsung thì không bằng được. Thì đấy là cái dở. Và thêm nữa đó là hệ điều hành VOS của Vsmart Line 4, nghĩa là bản thân đấy là VOS 3.0 ấy. Thì những cái gì mà mình trải nghiệm mà so sánh sang với cả One UI của Samsung thì là không bằng. Còn so sánh sang với cả Realme UI của Realme thì cái độ ổn định cũng không tốt bằng. Nếu mà là cá nhân mình thì mình thấy là Vsmart Line 4 là một sản phẩm tương đối là đồng đều ở trong cái tầm giá trên 4 triệu như này. Nhưng nếu với mức giá này thì Vsmart Line 4 đang thua thiệt hơn các đối thủ. Nếu mà chúng ta so sánh một cách chi li, hãy lấy lý trí ra để so sánh chứ đừng lấy tình cảm ra để so sánh. Còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về Vsmart Line 4? Và theo các bạn thì bây giờ với cái việc là Vsmart Line 4 đang tăng giá lên tầm khoảng 4.190.000 đồng tại Di Động Thông Minh, các bạn có bỏ tiền ra để mua sản này hay không? Hãy để lại comment cho mình biết. Hay là các bạn cũng có thể comment thêm để hy vọng là Vsmart sẽ có những đợt sale off tiếp theo để cho anh em chúng ta có được cái mức giá tầm khoảng 3.6-3.7 thì ngon quá, đúng không? Với mức giá đó thì thực sự là thôi, mình không bao giờ nghĩ đến Galaxy M21 hay là Realme 6 gì cả. Nhưng mà với mức giá 4.190.000 chắc chắn là mình sẽ phải cân đo đong đếm đấy. Đấy. Và đặc biệt là những người mua ở trong cái phân khúc giá rẻ như này thì thường họ sẽ kỹ tính hơn. Đấy, họ sẽ phải để ý đến nhiều yếu tố hơn, bởi vì rõ ràng rồi, tiền là yếu tố rất quan trọng khiến chúng ta mua một sản phẩm mà. Đấy. Mình đang phân tích rất khách quan cho các bạn đấy nhé. Các bạn cảm thấy sao hãy để lại comment cho mình biết. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Tất cả những thông tin về những chiếc điện thoại trên các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website của Di Động Thông Minh. Hiện tại mình thấy là giá bán của Galaxy M21 tại Di Động Thông Minh đang là rất tốt đấy nhé. Và hãy nhớ rằng sạc pin dự phòng sạc nhanh ấy, Samsung 10.000 mAh tại Di Động Thông Minh đang bán giá rẻ hơn cả Xiaomi. Đấy, không lý do gì lựa chọn mua một cái cục Xiaomi 10.000 mAh thay vì Samsung cả. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.